Hôm nay trong bản tin tổng hợp ngày 25 tháng 11 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do: An ninh Hà Nội hành xử thô bạo, ép khán giả dự đêm nhạc Môi Trường quay về nhà; Việt Nam miễn thị thực cho người nước ngoài vào khu kinh tế ven biển; sách trắng quốc phòng Việt Nam mới công bố vào chiều ngày 25 tháng 11. Trong chuyên mục Ý dân hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự tăng thuế để hạn chế người dân di cư vào Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài những nội dung vừa nêu, chương trình còn có những thông tin đáng chú ý khác. Mời quý vị cùng theo dõi. Phương Anh xin kính chào quý khán thính giả. Thưa quý vị, An ninh Hà Nội hành xử thô bạo, ép khán giả dự đêm nhạc Môi Trường phải về nhà. Một nhà hoạt động môi trường ở Hà Nội đưa cáo buộc này với Đài Á Châu Tự Do sau khi lực lượng công an và an ninh Hà Nội được ghi nhận bao vây đêm hòa nhạc với chủ đề Awake Tỉnh của nghệ sĩ piano Phó An My diễn ra hôm 24 tháng 11 tại Nhà hát lớn Hà Nội. Hôm 25 tháng 11, trang fanpage của tổ chức xã hội dân sự Green Trees cho biết là đêm hòa nhạc với chủ đề Môi Trường của Phó An My, pianist số 1 hiện đang sống và cống hiến tại Việt Nam, đã đi vào lịch sử bởi những kỷ lục. Lực lượng an ninh tập trung đông như dẹp một cuộc biểu tình từ Ban Tư tưởng Văn hóa A02, A83 đến các cấp thành phố, quận, phường cùng các bộ, sở, ban ngành liên quan. Số lượng khán giả bị ngăn chặn, bắt, áp giải thô bạo lên đến hàng chục người. Điển hình là các thành viên của Green Trees, Cao Vĩnh Thịnh, Nguyễn Anh Tuấn, Đặng Vũ Lượng, những bức tranh nghệ thuật lành mạnh về thiên nhiên bị cấm trưng bày. Trang này cũng nêu cáo buộc rằng An ninh Việt Nam cho là đêm diễn, tỉnh đã nhận tiền của các tổ chức nước ngoài thông qua Green Trees nên đã liên tiếp sách nhiễu, khủng bố tinh thần của ekip sản xuất và nghệ sĩ trong suốt 3 tuần trước đêm diễn. Được biết, nghệ sĩ Phó An My không phải là thành viên của Green Trees. Hôm 25 tháng 11, bà Cao Vĩnh Thịnh, thành viên của Green Trees, kể với RFA về sự cố vào đêm hôm trước. Lúc 7 giờ 30 phút thì tôi có cùng chồng tôi đi tới nhà hát lớn để vào xem cái đêm nhạc ấy của nghệ sĩ Phó An My. Thì khi hai chúng tôi vừa mới dừng xe và để chờ và gửi xe ở bên hông của nhà hát lớn thì là một lực lượng khoảng hơn 10 người. Thì tôi nhận ra mặt của hai người, là một người bên an ninh luôn theo sát tôi trong nhiều năm qua, và người thứ hai nữa là anh Quân, cảnh sát khu vực ở phường nhà tôi. Cùng ngày, nghệ sĩ Phó An My nói với RFA: có nghe nói là đêm diễn thì đương nhiên là hôm qua là rất là nhiều an ninh họ đến để họ trong một cái đêm diễn, vì họ sợ là có thể có những cái hình ảnh gì đó, tuyên truyền gì đó. Thế nhưng mà cái điều đó thì tôi nghĩ là sẽ không bao giờ xảy ra cả. Bởi vì là tất cả những người nghệ sĩ làm những cái đêm diễn như thế này là chỉ đưa những cái đẹp đẽ nhất đến với mọi người. Những cái thứ âm thanh, những cái hình ảnh đẹp đẽ nhất để mọi người thấu cảm. Và những cái thứ đẹp đẽ đấy thì tôi nghĩ là mỗi người khi mà họ thưởng thức nó thì họ sẽ trong lành hơn, và họ sẽ thấy cuộc sống thực ra nó đẹp đẽ, không có gì đâu quá là phức tạp. Nghệ sĩ Phó An My cũng phủ nhận thông tin cho rằng bà đã nhận tiền của tổ chức nước ngoài để tổ chức chương trình. Đài Á Châu Tự Do đã cố gắng liên hệ với công an quận Hoàn Kiếm để hỏi về vụ việc này nhưng không nhận được phản hồi. Người nước ngoài sẽ được miễn thị thực thời hạn tạm trú 30 ngày khi vào khu kinh tế ven biển. Thông tin vừa nói được truyền thông trong nước loan tin chiều ngày 25 tháng 11 sau khi Quốc hội thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Hiện Việt Nam có 18 khu kinh tế ven biển, bao gồm hai huyện đảo Phú Quốc, Vân Đồn. Và chính phủ sẽ quyết định khu kinh tế ven biển nào được miễn thị thực nếu đáp ứng đủ 4 điều kiện: có sân bay, không gian riêng biệt, ranh giới địa lý xác định, cách biệt với đất liền, phù hợp với chính sách phát triển kinh tế xã hội, không làm phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của Việt Nam. Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi góp ý dự thảo luật này cho biết, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng cần quy định chặt chẽ, bổ sung điều kiện về khu kinh tế ven biển cho đầy đủ để không ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh. Ngoài ra, cũng có một số đại biểu Quốc hội đề nghị không miễn thị thực cho người nước ngoài vào khu kinh tế ven biển. Tuy nhiên, Thường vụ Quốc hội cho rằng quy định miễn thị thực cho người nước ngoài vào khu kinh tế ven biển
với 4 điều kiện như vừa nêu là đảm bảo chặt chẽ. Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2020. Trước đó vào ngày 14 tháng 11, Thủ tướng Việt Nam đã ban hành nghị quyết về việc thí điểm thành lập Ban Quản lý Kinh tế Vân Đồn trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh. Tháng 6 năm 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cũng đã ban hành kế hoạch muốn Vân Đồn trở thành khu kinh tế đặc thù với tổng nhu cầu vốn cần huy động để đầu tư giai đoạn năm 2019-2030 theo quy hoạch là 171.550 tỷ đồng. Vào năm 2018, Chính phủ Hà Nội đã chỉ đạo soạn thảo dự án luật đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt đối với Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, hay còn gọi tắt là dự luật đặc khu kinh tế, để trình Quốc hội xem xét. Nhiều cuộc biểu tình chống dự luật đặc khu đã diễn ra mạnh mẽ trên khắp cả nước vào tháng 6 năm 2018. Người dân lo ngại các đặc khu này sẽ tạo điều kiện cho người Trung Quốc vào chiếm đất của Việt Nam, khi điều kiện cho thuê đất lên đến 99 năm, với nhiều ưu đãi. Dưới sức ép từ phía dư luận, cuối năm đó, Chính phủ Hà Nội quyết định dời lại việc bàn thảo về dự luật này. Tới nay vẫn chưa thông qua. Công an thành phố Đà Nẵng mới đây cho biết cơ quan này vừa bắt giữ 5 người đàn ông quốc tịch Trung Quốc, bị Trung Quốc truy nã và đang lẫn trốn tại Đà Nẵng. Truyền thông trong nước loan tin hôm 24 tháng 11 cho biết, 5 nghi phạm người Trung Quốc bị bắt giữ vào đêm 21 và 22 vừa qua có tên Yu Hong Kang, 48 tuổi, Su Hân, 46 tuổi, Liu Yihu, 43 tuổi, Sua Lan, 39 tuổi, và Loan Trang Minh, 37 tuổi. Công an Trung Quốc cho hay, các nghi phạm bị cáo buộc tổ chức đánh bạc trái phép ở Trung Quốc từ năm 2013 với tổng số tiền khoảng 100 triệu nhân dân tệ, tương đương 330 tỷ đồng Việt Nam. Nhóm người Trung Quốc này cũng bị cáo buộc gây rối, bắt cóc để đòi tiền nợ của người tham gia đánh bạc. Công an tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã truy bắt nhóm người nói trên, nhưng các nghi phạm đã bỏ trốn khiến cơ quan này phải phát lệnh truy nã. Sau đó, Công an Trung Quốc đã liên lạc với Công an Việt Nam khi phát hiện nhóm người đang có mặt tại Đà Nẵng. Báo trong nước cho biết, những người đàn ông Trung Quốc đã thay đổi liên tục các nhà nghỉ tại Đà Nẵng để tránh bị cơ quan chức năng truy lùng. Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đang tạm giam nhóm 5 người Trung Quốc và sẽ làm thủ tục bàn giao họ về nước. Thành phố Đà Nẵng hiện đang là điểm đến của nhiều khách du lịch Trung Quốc và cũng là điểm thu hút tội phạm Hoa Lục. Hôm 15 tháng 10, chính quyền thành phố Đà Nẵng thông báo đã có hơn 400 người Trung Quốc có dấu hiệu vi phạm pháp luật được trả về nước. Một trong những vụ việc được dư luận quan tâm ở Đà Nẵng là vụ 5 người Trung Quốc hồi giữa tháng 9 bị bắt vì đã thuê các em gái vị thành niên Việt Nam quay phim khiêu dâm và tải lên các trang mạng xã hội Trung Quốc. Quốc hội Việt Nam hôm 25 tháng 11 vừa thông qua nội dung luật sửa đổi, bổ sung một số điều luật cán bộ, công chức và luật viên chức, loại bỏ các hợp đồng viên chức suốt đời. Luật mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2020, quy định chỉ ký hợp đồng có thời hạn là 12 đến 60 tháng với viên chức. Khi thảo luận về thực hiện chế độ hợp đồng có thời hạn đối với công chức viên chức được tuyển dụng mới, nhiều đại biểu ý kiến đề nghị quy định các viên chức được tuyển dụng mới sau khi ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn tối đa 2 lần, sẽ ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn để bảo vệ quyền lợi của người lao động, cũng như thu hút các lao động có trình độ cao. Cũng có nhiều ý kiến đề nghị kéo dài thời hạn hợp đồng để phù hợp với tính chất công việc tương đối ổn định của viên chức và tương ứng với quy định về thời gian bổ nhiệm, thời gian thực hiện một số công việc. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, quy định về thực hiện chế độ hợp đồng làm việc xác định thời hạn đối với viên chức được tuyển dụng mới là thể chế hóa nghị quyết Trung ương về thực hiện chế độ hợp đồng viên chức có thời hạn đối với những trường hợp tuyển dụng mới. Quy định này cũng chỉ áp dụng đối với viên chức được tuyển dụng sau ngày 1 tháng 7 năm 2020. Những viên chức được tuyển dụng trước đó cơ bản không có sự thay đổi nào về chế độ hợp đồng làm việc so với hiện hành. Chính phủ Lào sẽ cấp quyền công dân cho khoảng gần 2.000 người Việt sinh sống tại nước này, trong tổng số khoảng 6.000 đơn xin của người Việt, theo thông báo của Bộ trưởng Bộ Nội an Lào, tướng Vilay Lakhamphong, nói tại Quốc hội Lào mới đây. Tuy nhiên, quyết định cấp quyền công dân cho người Việt tại Lào không được nhiều người dân Lào ủng hộ. Một số người dân Lào nói với Đài Á Châu Tự Do rằng, những người Việt nhập cư vào Lào đang lợi dụng Lào khi họ làm các công việc như thợ làm tóc, công nhân xây dựng, lấy đi công việc của người Lào. Một giới chức Lào đã nghỉ hưu còn so sánh với việc 2.000 người Việt được trở thành công dân, sẽ có 4.000 người Lào mất việc. Giới chức giấu tên phụ trách việc đăng ký các hộ dân thuộc Bộ Nội an của Lào cho RFA biết, việc cấp quyền công dân cho những người Việt này là theo luật về nhập tịch của Lào. Theo luật này, người nhập cư có thể được cấp quyền công dân khi đã ở Lào ít nhất 10 năm và được Quốc hội cũng như Chủ tịch nước phê duyệt, sau khi được Bộ Tư pháp tuyên bố tình trạng đơn xin làm công dân ở Lào. Giới chức Lào thừa nhận với RFA rằng, nước này đang phải đối mặt với tình trạng người lao động nhập cư không có giấy tờ,
phần đông đến từ Trung Quốc và Việt Nam. Sách trắng Quốc phòng Việt Nam mới công bố vào chiều ngày 25 tháng 11 tiếp tục khẳng định chủ trương không liên minh quân sự với bất kỳ nước nào trong chính sách 3-0 trước kia, đồng thời bổ sung thêm không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Trong sách trắng quốc phòng công bố vào năm 2009, thì Việt Nam duy trì chính sách 3-0 bao gồm không tham gia các liên minh quân sự, không là đồng minh quân sự của bất cứ nước nào, không cho bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam và không dựa vào nước này để chống nước kia. Phát biểu tại buổi lễ công bố sách trắng 2019 tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết, sách trắng quốc phòng Việt Nam 2019 tiếp tục khẳng định và làm rõ hơn tính chất cơ bản của nền quốc phòng Việt Nam là hòa bình và tự vệ. Sách trắng khẳng định phương châm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, sẵn sàng chống chiến tranh xâm lược. Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam cũng cho biết, cuốn sách cũng không ngại giới thiệu trang bị vũ khí của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Sách trắng có đề cập nội dung, quốc phòng Việt Nam được đầu tư phù hợp với tốc độ phát triển kinh tế của đất nước, nhưng không chạy đua vũ trang. Ngân sách quốc phòng Việt Nam năm 2010 chiếm 2,23% và đã tăng lên 2,36% vào năm 2018, tương đương khoảng 5,8 tỷ đô la. Việt Nam công bố sách trắng lần này ngay vào lúc Việt Nam có những căng thẳng trong quan hệ với Trung Quốc sau khi Trung Quốc điều hàng chục tàu vào vùng biển của Việt Nam từ hồi giữa tháng 6 đến tháng 10 vừa qua. Theo đánh giá của giáo sư Con Taylor từ Học viện Quốc phòng Úc, trong một lần trả lời phỏng vấn trước đây về sách trắng quốc phòng Việt Nam, việc hiện đại hóa quân đội của Việt Nam trong các năm qua thể hiện trong sách trắng chủ yếu là để đối phó với những thách thức từ Trung Quốc ở Biển Đông. Do biện pháp kiểm duyệt khắc khe của chính phủ Hà Nội, việc truy cập trang web của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do tại Việt Nam là rất khó. Tuy nhiên, đừng lo, tường lửa sẽ không còn là trở ngại. Hãy truy cập vào trang web của chúng tôi tại địa chỉ www.achautuyo.info, www.achautuyo.info. Quý khán thính giả vẫn đang theo dõi chương trình tin tức thời sự của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do trên kênh YouTube RFA Tiếng Việt. Mong quý vị chia sẻ và giới thiệu các chương trình của chúng tôi đến với nhiều người thân và bạn bè để cùng theo dõi. Thưa quý vị, tăng thuế để hạn chế người dân di cư vào Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, tức chỉ có người có thu nhập cao mới có thể ở lại hai thành phố lớn này, là ý kiến của giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường. Trong chuyên mục Ý dân hôm nay, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự tăng thuế để hạn chế dân di cư, liệu có khả thi? Bà Lan, 47 tuổi, quê ở huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, rời bỏ quê hương đã 30 năm để lên Hà Nội bán hàng rong kiếm sống. Những người như bà tại Hà Nội có rất nhiều. Phần lớn họ là nông dân. Khi canh tác trên mảnh ruộng không đem lại giá trị kinh tế nuôi sống gia đình, thì di cư ra thành phố tìm việc làm là một phương án được nghĩ đến đầu tiên. Tuy nhiên, do không có trình độ, không được học hành để tìm được một nghề ổn định, bán hàng rong là cách để họ có thể tồn tại nơi đô thị. Quê cô làm ruộng nhưng mà nghèo lắm, cô phải ra đây đi bán hàng để nuôi các em ăn học. Cô có 3 sào 10, một năm thì cô chả có tấn đâu, cô chỉ có dăm tạ hết. Lũ lụt nhiều lắm nhưng mà mất mùa mất màng, nhưng mà nơi cô là bây giờ là người thì vào Nam làm ăn, người thì ra đây làm ăn, đông lắm, cả làng luôn đấy. Tại Hà Nội, có rất đông người lao động di cư từ quê ra nội đô để kiếm sống. Họ làm đủ mọi ngành nghề trong xã hội. Hầu hết những người làm nghề tự do như bán hàng rong, đánh giày, chạy xe ôm, những người làm nghề lao động phổ thông, lao động chân tay, giúp việc gia đình đều đến từ khu vực nông thôn còn khó khăn về kinh tế. Để có tiền mưu sinh, nuôi sống bản thân và gia đình, có tiền cho con đi học, họ buộc phải rời bỏ nông thôn lên thành thị kiếm việc làm. Ngoài ra còn một bộ phận rất lớn những sinh viên tốt nghiệp đại học ra trường không về quê mà bám trụ lại thành phố để tìm kiếm cơ hội việc làm. Nói chung là ở quê thì công việc chỗ nào cũng công việc cả thôi, nhưng mà chung ra ngoài này thì mình làm đồng tiền nó chung là nó thực tế hơn, nó dễ hơn để mình nuôi con, có thể có tiền còn con ăn học. Còn ở quê thì làm tiền có nhưng mà nó nhiều khi nó chung là không thân thiện như mình. Ở quê làm ruộng thì tính thời đại bây giờ thì để mà ăn thì khả năng là nó đủ thôi, nhưng mà nó về chi phí cuộc sống để mà hàng ngày với con cái ăn học thì không thể đủ được, vì ruộng bây giờ nó ít. Vâng, ruộng bây giờ thì không như ngày xưa với hàng mẫu, hàng vài chục mẫu, nhưng bây giờ chỉ có một mảnh đất mình ruộng thôi. Thì làm bây giờ đúng mùa thì được, thì
được vài tạ lúa, còn mà nó mà mất thì không bao giờ chúng ta không thu nhập. Tôi là bây giờ con gái nó đi lấy chồng, mà thằng con trai thì nó bị tai nạn đấy, thì nó bị mổ não này, nó bệnh dịch sinh bôn đấy, thì nói chung là cũng vì kinh tế khó khăn quá, bà ra đây bà thì bán ra nó ra được trong con gái, thêm đồng nào thì hai đồng đấy. Vì ở quê không có việc làm, ra đây làm việc. Nếu ở quê thì cô chắc không làm được một cái gì. Không làm được cái gì, nuôi người ốm thì cô không làm được một cái gì ạ. Các cháu nó có cho vài đồng thì ở nhà chăm sóc ông ấy thôi ạ. Còn ra đây cô nhấp nhoáng bán thêm được đồng nào được. Nói chung là ở quê thì là kiếm ăn thì nó khó khăn hơn ở đây. Cho nên là vì cuộc sống mưu sinh cho nên là phải đi xa mấy chục cây để buôn bán thì cái thu nhập này nó buôn bán này nó dễ kiếm hơn là ở trên quê. Ở nhà làm ruộng thì chị làm nó không ra tiền. Rau dưa thì nó rẻ, bây giờ nó được 1.500 một cân to bắp cải. Nhưng mà chị ở nhà làm ruộng thì chị chết đói cho nên chị phải đi kiếm lên mỗi ngày trăm hơn trăm. Cái tiền ăn là kêu hàng ngày. Nếu ở nhà làm ruộng thì chị không có tiền mà ăn. Rau đất thì thuê 7 triệu một xào. Mà làm rau thì bây giờ thời điểm này là đang ế không bán được. Khi cái thời gian mình học hỏi ấy, mình đi học ấy, thì cái môi trường trên này nó đã theo mình rồi. Đấy, nên là mình học này, mình thời gian mình đi học mình có đi làm thêm, là mình lên trên này thì mình phát triển thì nó sẽ tốt hơn. Ở quê ấy, cái môi trường làm việc gần như nó không có, cực ít luôn, vì cái quê em bây giờ nó phát triển nó chưa có nhiều. Nên là bây giờ muốn về nhà làm ấy, trước tiên là chỉ là cái kinh phí của mình để mà đi làm ấy thì nó hạn chế này. Thứ hai là cái môi trường làm việc nó không có. Thứ ba nữa là làm ở dưới đất, ở quê mà làm bây giờ ấy thì chỉ có đi vào kinh doanh, và kinh doanh ở quê thì rất là khó. Đấy, môi trường trên này bao giờ nó cũng tốt hơn. Xa gia đình, phải lang thang khắp nơi hàng cùng ngõ hẻm, nơi phố phường mưu sinh. Cuộc sống tạm bợ là điều không dễ dàng chút nào. Nhiều người chia sẻ, nếu có một công việc tốt ở quê nhà đem lại thu nhập nuôi sống gia đình, họ sẵn sàng trở về quê làm việc. Nếu mà có biện pháp nào nó tốt hơn thì hoặc là nó thu nhập nó ổn định thì nó cũng có thể là ở quê, không ra ngoài này nữa. Ở nhà mình còn để ý đến con cái được. Bây giờ nói chung là không có nguồn thu cho nên là không dám làm ở nhà. Tất nhiên là ở quê nó điều mà tốt hơn chắc chắn rồi. Ai muốn về quê cả đây. Để một cuộc sống đầy đủ thì ở nhà thôi, không phải ra ngoài. Bây giờ lứa tuổi như cô là nói thật với cháu là không vào công ty được. Chứ còn nếu mà lấy lứa tuổi như cô mà vào công ty, không bao giờ cô bước chân đi đâu. Cô nhà cô chỉ có là làm kiếm tiền để nuôi em ăn học rồi là ở nhà với các con thôi. Ở nhà quê mà kinh tế mà làm ruộng mà theo thiên nhiên ấy, thì mình làm ruộng mà có năm có tiền ở nhà cho nó thì. Hiện nay tại nhiều địa phương, nhiều nhà máy xí nghiệp, khu công nghiệp đã mọc lên nhằm giải quyết nhu cầu lao động cho phần lớn cư dân nơi đó. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều nơi với thực trạng kinh tế khó khăn, người nông dân làm ruộng với thu nhập không đủ trang trải cho cuộc sống. Tình trạng thất nghiệp còn nhiều thì di cư ra thành phố tìm việc làm là điều đã, đang và sẽ xảy ra. Phát triển kinh tế địa phương, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa nông thôn và thành thị mới là giải pháp căn bản để giải quyết tình trạng dân di cư ra thành phố. Tăng thuế để hạn chế dân di cư, để chỉ có người thu nhập cao tồn tại được ở Sài Gòn và Hà Nội có vẻ không phải là biện pháp khả thi. Bởi còn một nguyên nhân, cư dân Hà Nội và Sài Gòn đâu chỉ có người giàu. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi đến cuối phần tin tức thời sự của chúng tôi hôm nay. Mong quý vị cùng trở lại với chúng tôi vào bản tin ngày mai cũng ngay trên kênh YouTube của Đài Á Châu Tự Do. Xin chào và hẹn gặp lại!